Vinsport vừa mở một trong những cơ sở dịch vụ lớn nhất tại tỉnh Basra, miền nam Iraq, để khôi phục lại thị phần xe tải tại đây. Hãng xe Thụy Điển từng một thời thống lĩnh thị trường xe tải Iraq và hiện giờ muốn đón đầu xu hướng xây dựng lại các công trình sau chiến tranh tại nước này. Volvo đang dự định mở một dây chuyền sản xuất tại một thành phố phía nam Iraq với mục tiêu tăng thị phần tại nước này. Ngành xây dựng tại nước này đang rất phát triển vì nhiều công trình bị phá hủy trong chiến tranh. Trung tâm mà chúng tôi dự định mở sẽ trở thành một trong những trung tâm sửa chữa và bảo hành lớn nhất dành cho xe tải Volvo Thụy Điển và Mack của Mỹ. Trung tâm này có các thiết bị kỹ thuật cao tương đương tại châu Âu. Trung tâm dịch vụ và nhà kho trung tâm của Volvo tại Iraq đã bắt đầu được xây dựng tại khu công nghiệp Hamdanya từ năm ngoái. Hơn 100 kỹ sư và công nhân Iraq đã được huấn luyện ở trong và ngoài nước để làm việc trong trung tâm mới này. Hai trung tâm khác sẽ được mở tại Baghdad và Abi. Giám đốc Volvo tại Iraq cho biết doanh thu của hãng xe tại nước này cần phải được cải thiện. Với trung tâm mới này, Volvo hy vọng sẽ tăng doanh thu tại Iraq. Chúng tôi không hài lòng với doanh thu. Tôi nghĩ rằng trung tâm sửa chữa và bảo hành mới có thể cải thiện doanh thu bởi trung tâm này có bán xe tải của hãng. Chúng tôi sẽ liên hệ với khu vực tư nhân và các công ty xăng dầu tại đây để mở rộng kinh doanh. Các nhà đầu tư quốc tế đang theo dõi sự phát triển của ngành năng lượng Iraq. Nước này đã công bố một kế hoạch khai thác nguồn dầu khá tham vọng và xây dựng lại những công trình bị phá hủy trong chiến tranh.